Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa phần là sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Về sau cũng có những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi năm 2023 Quý Mão của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy tuổi Sửu có vận trình hung cát đan xen, con giáp này phải đối mặt với cục diện tương xung, có thể phá hỏng hết những kế hoạch mà bản thân dự tính từ trước. Công việc không được thuận lợi khi mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Vận khí không được hanh thông, cho nên tuổi Sửu trước khi làm việc gì trong năm nay cũng nên suy tính trước sau thật cẩn thận, tránh gặp phải tình trạng sôi hỏng bỏng không. Để biết được vận trình tuổi Sửu trong năm 2023 Quý Mão gặp được những may mắn gì, thành tựu trong năm rực rỡ ra sao và còn có những điểm gì cần lưu ý, xin mời quý vị cùng theo dõi. Tổng quan tử vi gia chủ tuổi Sửu năm 2023 Quý Mão. Xét tổng quan trên các phương diện, vận thế của người tuổi Sửu năm 2023 không có quá nhiều biến động lớn. Bản mệnh có thể gặp được cơ hội nhưng khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Công việc làm ăn tuy có sự mở mang thêm nhưng bước đầu còn gặp nhiều khó khăn. Tài lộc dù có tốt hơn năm trước nhưng tiêu hao cũng nhiều do tư tưởng có thiên về lối sống hưởng thụ nhiều hơn. Trong năm nay, đối với những người tham gia thi cử, sát hạch, thi đấu đều có những thành tích đáng kể. Tuổi Sửu không nên lãng phí những cơ hội trời cho, cần phát huy hết khả năng của mình để thực hiện lý tưởng trong sự nghiệp. Gia đạo có điểm tang chế, cần chú trọng hơn tới sức khỏe của người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ trong nhà. Tình cảm lứa đôi có cải thiện nhưng khó yên bề gia thất. Sức khỏe không có gì đáng ngại ngoài các trận ốm vặt và một số bệnh do suy nghĩ nhiều mà ra. Trong năm 2023 Quý Mão, các gia chủ sẽ cần cẩn trọng chú ý tháng kỷ mùi. Tháng 6 âm lịch từ ngày 18 tháng 7 cho đến ngày 15 tháng 8 năm 2023 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Sửu. Vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Tử vi sự nghiệp quan vận của gia chủ tuổi Sửu năm Quý Mão 2023. Sang năm Quý Mão, Sửu gặp Mão bình hòa về cục diện, báo hiệu công việc làm ăn không có sự thay đổi nhiều. Tuy vậy, bản mệnh vẫn có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Một khi đã xác định kế hoạch thì có thể thoải mái thực hiện, không cần phải lo trước, lo sau hoặc có người hãm hại. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có dấu hiệu thăng tiến hay tăng lương nhẹ vào nửa cuối năm 2023 do được quý nhân nâng đỡ. Nên tận dụng nửa đầu năm phấn đấu, không ngừng, ắt có ngày gặt hái quả ngọt. Kinh doanh buôn bán càng về cuối năm càng thuận, tuy nhiên sức cạnh tranh lớn khiến gia chủ phải suy tính nhiều mà dẫn tới mất ăn mất ngủ, cơ thể hao nhược. Hợp tác làm ăn có điểm phá hoại do tác động của thiên cầu hung tinh, chủ quan khinh suất là thất bại tức thì. Với những ai có ý định khởi nghiệp thì nên tiến hành từng bước để thăm dò thị trường, vừa để chuẩn bị sẵn sàng tìm được ứng phó khó khăn cũng như đón nhận cơ hội mới. Dục tốc bất đạt, làm gì cũng cần ghi nhớ điều này. Tử vi tài lộc tiền bạc của gia chủ tuổi Sửu năm Quý Mão 2023. Năm 2023 là một năm khá thuận lợi với những người tuổi này trên phương diện tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội phát huy năng lực và tài hoa của mình trong sự nghiệp, đặc biệt nếu làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, đầu tư. Tuy nhiên, tiền kiếm được nhiều nhưng khó tích lũy vì tiêu hao lớn, đa phần thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Nếu có ý định đầu tư hay đầu cơ ngắn hạn, năm Quý Mão chưa phải là thời điểm thích hợp bởi lợi bất cập hại, có thể bị thua lỗ, khó thu hồi vốn. Thời gian này nên học hỏi để tích lũy kinh nghiệm, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững, tránh tâm lý a xô đám đông. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2023, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tử vi về sức khỏe của gia chủ tuổi Sửu năm Quý Mão 2023. Năm Quý Mão, sức khỏe người tuổi Sửu không đáng lo ngại, có điều ngũ hành bản mệnh sinh cho lưu niên, khí lực
Khí lực vì thế mà tiêu hao, khó tránh các chứng bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi xương khớp khi giao mùa. Áp lực công việc, chuyện tiền bạc, con cái là nguyên nhân chính khiến gia chủ phải suy nghĩ nhiều, bệnh từ đó mà ra. Nếu khắc phục được vấn đề này, mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Năm nay, sự nghiệp của các bạn sẽ phát triển nên cần nhiều mối quan hệ xã hội hơn. Nếu bạn cần tham gia các hoạt động ngoài trời, bạn phải tránh các môn thể thao mạo hiểm, không nên uống rượu quá mức. Cần chú ý trong năm nay, không nên vi phạm pháp luật và trật tự, đừng tự rước họa vào thân để tránh mất tự do của cá nhân. Gia chủ cũng cần phải giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không có tình gây mâu thuẫn, xung đột với người khác, nên hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn hoặc đến những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. 3 tháng cuối năm hạn chế đi lại, trùng nước kẻo gặp họa. Nữ mạng cần đề phòng các bệnh phụ khoa, chủ động thăm khám định kỳ để sớm có phương án phòng ngừa hoặc chữa trị. Tử vi về tình cảm của gia chủ tuổi Sửu năm Quý Mão 2023. Với nam nữ tuổi Sửu độc thân, năm 2023 mở ra nhiều mối quan hệ cắt lành, thúc đẩy nhân duyên vượng, lứa đôi tìm tới nhau, cùng nhau có những trải nghiệm thú vị. Đời sống tình cảm vì thế mà thêm phần phong phú, người đến người đi sập dìu. Trong năm, nữ mạng dễ có nhân duyên với người kém tuổi hơn. Nam giới tuổi Sửu tuy gặp được người khác phái hợp ý, nhưng quan hệ khó bền chặt. Về gia đạo, trong năm có điềm báo tam sự do có sự xuất hiện của hung tinh. Tình cảm vợ chồng gặp trục trặc do nhiều mối lo về cuộc sống, tiền bạc, công việc làm ăn, sức khỏe. Đôi bên không học cách chia sẻ, ắt nảy sinh tâm lý chán trường, là mối đe dọa cho hạnh phúc của gia đình. Vận hạn chi tiết của từng tuổi Sửu trong năm Quý Mão 2023. Tử vi 2023 tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997. Năm Quý Mão, người sinh năm 1997 không đạt được nhiều thành tích trong công việc cũng như học tập. Trong thời gian này, gia chủ nên tranh thủ học thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ có lợi cho bước đường tương lai sau này, tạo nền móng vững chắc để sự nghiệp của mình được thuận lợi, suôn sẻ từ những bước đầu tiên. Song gia chủ cần lưu ý trong chuyện xã giao nên giữ thái độ khiêm nhường cầu thị. Gia chủ tự coi mình là nhất, không thích đi theo trào lưu, không thích tiếp xúc trò chuyện với mọi người thì càng khiến cho bản thân bị người khác ganh ghét và đố kỵ. Hãy tự kiềm điểm bản thân, đứng từ phương diện của đối phương để suy nghĩ. Trong công việc, gia chủ tinh thần sa sút, sức tập trung kém nên dễ mắc phải sai lầm không đáng có. Họa huyết quang đi theo, dễ tai nạn chảy máu. Trong năm làm gì cũng phải cẩn trọng. Ngoài ra nhớ chú ý các bệnh về gan thận, bàng quang. Trên phương diện tình cảm, những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vận đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần có thái độ nghiêm túc khi yêu đương, không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ quan hệ tình cảm với nhiều người trong một lúc. Tử vi 2023, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Vận may trong năm của gia chủ khá lớn khi được quý nhân phù trợ giúp đỡ trong công việc. Tuy đôi khi vẫn gặp một số khó khăn nhưng cuối cùng đều được giải quyết ổn thỏa. Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ được nhà giới thiệu. Người độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại ấn tượng tốt nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Ngoài ra, gia chủ có thể sẽ phải chịu áp lực về kinh tế khá lớn trong năm nay, nhất là những gia đình có người lớn tuổi, ốm đau, có thể tốn nhiều tiền chạy chữa bệnh nên càng phải chuẩn bị tâm lý. Tử vi 2023, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Người tuổi Quý Sửu không phải chịu tác động trực tiếp đến từ thái tuế nên năm 2023 chủ yếu là một năm bình ổn, không có quá nhiều sóng gió. Tuy nhiên cũng do đó mà bản mệnh khó gặp được cơ hội như mong muốn, ít thời điểm để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Người làm kinh doanh càng có nhiều thuận lợi khi mỗi ngày đều có lượng khách hàng đều đặn ra vào, tiền bạc kiếm về dư dôi. Nhân duyên của bản mệnh trong năm Quý Mão cũng rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh không ngừng. Nguy cơ đụng độ đào hoa xấu của bạn cũng cao hơn, hãy chú ý giữ vững lý trí và khoảng cách thích hợp với người khác phái. Đồng thời quan tâm hơn đến gia đình, nếu không rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình, gây nhiều tổn hại cho gia đình. Năm nay, bạn cũng phải tăng cường luyện tập thể dục, thể thao và hạn chế tối đa việc uống rượu bia, hút thuốc lá. Nếu không, cơ thể dễ gặp vấn đề nghiêm trọng. Nếu có điều kiện thì có thể tiến hành thăm khám toàn diện để phát hiện và loại trừ bệnh tật kịp thời. Tử vi năm 2023, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Tình trạng sức khỏe của con giáp này khá ổn định, song cần hạn chế đi xa quá nhiều. Khi ra khỏi nhà, cần chú ý an toàn giao thông, tránh tình trạng tổn thương, chảy máu. Xét về phương diện tình cảm, hôn nhân của Tân Sửu sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý muốn. Rất có thể sẽ có kẻ thứ ba chen chân vào giữa chuyện tình cảm của hai người. Nếu không có cách ứng xử thỏa đáng, thì rất có thể rơi vào tình cảnh chia ly, tan vỡ.
Để tránh đi đến mức đường đó, vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi, tâm sự với nhau, có thể tổ chức dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Khi có mâu thuẫn xảy ra thì không nên to tiếng mà cần phải giữ thái độ bình tĩnh để trao đổi với nhau. Dù ở tuổi này, hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời, bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư, nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì hệ số rủi ro quá cao. Tử vi 2023 tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 1949. Người tuổi Kỷ Sửu gặp năm Quý Mão không phải chịu tác động trực tiếp của Thái Tuế nên năm nay về cơ bản là một năm bình ổn. Tuy nhiên, đường tài vận của bản mệnh không vượng, vì thế tốt nhất là không nên ham làm giàu, nếu không dễ mắc bẫy của kẻ lừa đảo. Hãy thỏa mãn với những gì mình đang có và dần gạt bớt những thứ yếu trong cuộc sống. Đường hôn nhân, gia đình của bản mệnh đa phần bình ổn, không gặp phải quá nhiều biến động. Các gia chủ tuổi Sửu trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Sửu trong năm 2023 Quý Mão. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi đúng không nào? Thông qua chương trình này, chúng tôi luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.